hai công trình cầu Bà Vườn ở thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ và công trình hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Thạch Kim ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh lại bị bỏ hoang nhiều năm nay và không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Cầu Bà Vườn dài 33m gồm 3 nhịp, lòng cầu rộng 7m bắc qua kênh C2, nối liền xã Mai Phụ và xã Hộ Độ, đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Cầu xây dựng xong năm 2016, con đường đấu nối với cầu chưa được thi công, nên từ đó đến nay, người dân không thể lưu thông trên cầu. Để sang bên kia kênh, người dân phải đi lên các bậc tam cấp lên cầu, rồi đi bộ rất bất tiện. Hiện nhiều hạng mục của cầu xuống cấp, cỏ dại mọc tùm. Còn công trình hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Thạch Kim thì hoen gỉ hư hỏng. Tại các bể bê tông cốt thép chứa nước thải tù động và các loại rác thải bẩn vứt bừa bãi bốc mùi hôi, ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Duy Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Kim cho biết, hiện nay với công trình hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Thạch Kim, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý, thoát nước thải cho toàn xã Thạch Kim. Tuy nhiên do khu vực này đang có thêm dự án làm đường rộng khoảng 8m nên phải dừng để thiết kế lại cho phù hợp. Còn ông Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, huyện đang trình tỉnh để thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu thương mại dịch vụ xã Thạch Kim. Nếu được phê duyệt thì phải tiến hành đập bỏ toàn bộ hệ thống này để xây dựng hệ thống xử lý mới cho cả vùng Thạch Kim, quy mô lớn hơn. Đề cập về công trình cầu Bà Vườn, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà cho biết, nhiều năm nay người dân và chính quyền địa phương đã liên tục kiến nghị lên huyện, tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Trần Phi Long, Phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, cầu Bà Vườn do gặp khó khăn về kinh phí và vướng mắc giải phóng mặt bằng nên công trình không hoàn thành đúng tiến độ, việc xây dựng đường dẫn đấu nối với cầu phải dừng lại cho đến nay. Theo ông Trần Phi Long, hiện nay địa phương bắt đầu tiến hành kiểm kê 51 hộ dân ở xã Mai Phụ và xã Hộ Độ có diện tích đất đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường dài hơn 1 km đấu nối với cầu. Tuy nhiên vẫn còn tùy thuộc vào việc phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng.